Có gì thợ? Gai xanh hả? Lớn lắm hả? To quá hả? Cái tròn quá hả? Để cho con tròn em hả? Bột môn hả? Đù. À, không để ông ăn đủ to quá hả? Có này mai ký mà có mua có không? Từ từ chờ xíu chị. Em, có mua có không? Bón đây rồi, bón tôi mua. Còn sống luôn mà mỡ. Em, gia đình mình mua có đây ăn chưa không? Gái xanh hoặc là gái xanh. Gái xanh. Ngon cái này. Mà to quá. Chào hơn ừ này. Mà to quá kìa hả? Một đợt chứ mới còn. Thành to quá nè hả? Thành hả? Cái đợt của là gì hả? Có mới trả tới sao? Con sống này. Muốn trả cái gì á? À, có gái xanh có này ngon lắm. À. Đúng điều quá hả? Có này còn hiếm luôn. Có gì dễ gì có được không? Cái gì? Mặt nước đáng ngờ hết. Nga mặt. Đó, hôm nay mình sẽ mua cá gá xanh này còn mới cũng sống nè, mới vừa cháy. Sẽ một ít làm cho khách và một ít sẽ nấu cho khách cũng sống luôn. Sẽ sống cũng sống thì đang ấp này. Sẽ nấu cho khách và một ít cho mình ăn. Ok. À, còn sống mà. Sẽ ngon lên, có được chụp. Xem thử bà, xem thử bà có này mấy ký. Dạ có nè. À, dàn có nữa. Bốn ký máy, bốn ký máy luôn. Cũng dốc chưa? Bốn ký tư đây hả? Dạ. Bốn ký tư. À, bốn ký hè. Bốn ký hè. À, có to thì thích ăn mà giỡn. Lộn mày cứ nghe chừng biết cách răng lộn đây. Lòng đi làm phải cho giao sạch bán để làm mới được. Giờ hôm nay sẽ làm 3 món. Một món là sashimi đầu tiên. Mình làm sashimi. Cái đầu kho phớt và cái hình là chiên. Bấm gì rồi bên nó làm sắt lần rồi. Đó, bấm gì trước, bây giờ nhạo giờ nếu mà còn luôn đó trời. Mà đâm lung nữa là có đây là ngon, là ngon hơn có hồng mà sợ là thua có gì đó, có nhỡ thôi, thua dần có nhỡ thôi, thua dần có nhỡ thôi chứ. À trôi. Mực vừa quá luôn bà con ơi. Ông chim nhậu. Chiều nó lồng gũa cho ông. Hôm qua là lục rồi. Mực đó hả? Ừ. Người nó ở là bán hàng đó. Khó lồng quá cho nên phải nhờ sự hỗ trợ của anh Hạnh. Giờ phần đào đã tạt xong. Và đây là phần thịt cá. Thì rõ gì? Giờ rửa sơ lại cho nó sạch sẽ. Con này phò phất phất thật chết mà hề. Hay không nổi cho phải chơi. Thì dàn có này là vô cùng béo. À, ít mỡ mà trôi do. Lấy găng cho sạch sẽ. Rụt có là bộ làng lại ngon. Bà làng nó nhỏ kìa bê hẳn hả? Và hôm nay thì mình lấy một ít rau xăng để về nấu canh cá. Thì rau xăng là một trong những loại rau rất là thơm và đặc biệt ở đảo Cù Lao Chàm. Nó rất có ghê nhưng mà cái vị nó thơm vô cùng đặc biệt. Khi mà nấu canh chua hoặc canh cá thì ăn rất là ngon.
nhìn kìa, nhìn cái cây của nó phải là non kia là ăn nó mới ngon được. Còn khi nó già thì cái ghê của hắn là dễ bị mắc cổ. Và hôm nay là nguyên liệu của mình là sẽ thơm, nước chất thơm và hoa chất cà cùng với một loại rau đặc biệt ở đảo, đây là rau xăng. Cái này ăn sống vẫn được nhưng mà với cành lá non rất là thơm nhưng là rất là ti. Em quen được thì ăn chứ không ăn là nó rất là khó chịu. Và hôm nay mình sẽ sử dụng nguyên liệu này để nấu cho một người khách đến từ nước Nhật. Và rất là khó cho mình, đó là người khách này là cũng là một đầu bếp. Cho nên hôm nay mình sử dụng những nguyên liệu đơn giản nhất và ở riêng biệt ở đảo Cô Lô Chàm có để phục vụ cho du khách ăn thử như thế nào. Đối với một người đầu bếp, nấu cho một người đầu bếp rất là khó, nhưng mà hôm nay mình sẽ thí nghiệm thử. Và hôm nay mình sử dụng một má đào khúc đuôi và khúc chỉ hình để nấu canh cho du khách. Và sẽ dùng một ít mì chính, muối và sắp và cho ớt vào để khử ít mùi tanh. Và xốc đều với nhau để trong vòng khoảng 30 phút thì bắt đầu mình chế biến. Sẽ phi một ít hành mỡ lên cho nó thơm. Và chúng ta sẽ đổ thơm vào, xào nhẹ cho đến khi thơm bốc mùi lên thì chúng ta tắt bếp. Sau đó chúng ta giã sơ ra để cho ra hết cái phần nước, tạo cho nước nó ngọt hơn. Và tùy theo mỗi du khách và đặc biệt là khách người ta từ miền Tây về nữa, gia đình miền Tây thì sẽ ăn ngọt hơn và chua hơn. Và mình nấu theo phong cách của mình, nếu như không hợp thì sẽ bỏ thêm chua vào. Và sau đó khi làm xong thì chúng ta bỏ ít cà chua vào để tạo màu và ngọt nước. Thêm hai trái ớt để cho cây cay xinh xinh hơn. Và khi nước đã xong thì bắt đầu mình bỏ cái đào vào, đưa vào và cho tiếp một lát cá. Nhìn đỏ chưa? Đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà rất là ok. Bắt đầu cá chín thì mình cho rau xăng vào. Khi rau xăng vào thì chúng ta là nhận xuống cho nó ướt nước để cho nó không có màu đen của rau xăng, nhìn cho nó đẹp mắt hơn và tạo cái mùi thơm nhiều hơn nữa. Và đến với homestay Ngô Khánh thì du khách cũng giống như một người nhà, là cùng chia sẻ những công việc trong cuộc sống và cũng như trong nấu ăn. Thì du khách cũng vào bếp và có những cái mình nấu rất ngon và có những cái mình nấu không ngon thì san sẻ với nhau. Và đó là điều mà mình muốn lưu lại cho những video này, để du khách và mình có những giờ thoải mái khi đến Cù Lao Chàm.